Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Facebook cũng giống như kênh YouTube của Loa Bằng Gỗ. Hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh em một chiếc máy lọc không khí khử mùi cũng giống như là tạo ion rất là đẹp đến từ thương hiệu của Sharp. Thì như anh em có thể thấy thì con Sharp này nó có tên mã là KCF70. Nó cũng giống như những cái dòng Sharp lọc không khí mà trước đây em đã giới thiệu với cả anh em, thì con này thì nó có một cái công suất nó lớn hơn rất là nhiều. Con này thì như anh em thấy thì nó có công suất là 77W, chạy điện 100. Con này thì nó sử dụng cho cái phòng nó lớn hơn, ví dụ phòng khoảng độ tầm 40m. Con này thì nó hình thức của nó thì đẹp như mới luôn. Còn đâu về cái tính năng sử dụng thì em sẽ giới thiệu cho anh em ngay bây giờ. Thì như anh em thấy ở trên cái màn hình điều khiển thì ở đây nó có một cái phần chế độ hiển thị đấy. Ở trên này thì những cái nút ở trên này thì như anh em có thể thấy đây là cái nút mở, bên cạnh cái nút mở nguồn đấy là nút tắt, ví dụ nhấn vào đây nó sẽ tắt này. Đó. Nhấn một cái nhấn vào đây thì nó sẽ mở. Ở bên này thì nó là cái chế độ khử mùi nhanh. Anh em mà nhấn vào đây là cái quạt nó mở rất là mạnh để nó hút và nó khử. Đấy. Bên cạnh cái nút lọc nhanh thì nó là cái nút tạo độ ẩm. Nếu chúng ta muốn tắt cái chế độ mạnh đi thì chúng ta nhấn vô thì nó sẽ dừng lại. Đấy. Bên cạnh nó là nút bù ẩm này. Đấy. Vì bù ẩm do tạo ion. Đâu bên cạnh nó là nút quạt. Quạt này ví dụ có cái chế độ quạt ban đêm này, quạt thường này, hoặc là quạt này để khử với mấy cái phấn hoa cái này kia. Tiếp tục ở phía bên này thì là nó sẽ là chế độ im lặng, rồi là chế độ trung bình hoặc là chế độ mạnh. Đấy. Nhấn vào cái chế độ mạnh cái anh em có thấy một cái quạt ở phía sau này, nó quạt rất là mạnh. Bình thường thì chúng ta chỉ để ở cái chế độ ban đêm thôi, ngủ. Ở đây là cái chế độ về cái đèn. Nhấn vào đây thì là đèn nó sẽ tắt để chế độ ban đêm chúng ta ngủ chúng ta không thấy ánh sáng. Nhấn lên thì nó lại sẽ sáng lại. Đấy. Bên cạnh đây thì nó có cái nút là hẹn giờ. Đó. độ. Cái này là nó thể hiện cái nhiệt độ cũng giống như là cái phần trăm. Đây là như là cái nút khóa trẻ em đó. Chúng ta nhấn giữ. Thì là chúng ta nhấn những cái nút này thì là rồi về cái phía bình thường thì anh em chỉ cần nhấn vào chúng ta tắt đi, chúng ta mở lên thôi, thì chúng ta để ở cái chế độ tự động nó như thế này là ok rồi. Ở phía bên hông này thì nó cũng giống như các con khác, thì nó có một cái bình lọc nước ở đây để chúng ta bù ẩm. Đấy, ở dưới này đã có nước sẵn đây này. Con này anh em có thể thấy là nó cực kỳ mới. Con này khoảng độ tầm 2 ngày hết bình nước này. Con này thì nó khác với cả những con trước thì con này nó cao cấp hơn, nó có cả cái màng lọc than hoạt tính ở phía sau, nó cực kỳ mới và đẹp nhé. Do đang hoạt động nên là em không có bỏ ra, nhưng mà cái con này thì cái màng lọc của nó còn mới tinh, là anh em thoải mái sử dụng không có vấn đề gì cả. Con này thì nó rất là to, nó cao. Nó cao phải tầm 60 phân, cao hơn, anh em có thể thấy nó rất là mới, nói chung là mới tinh luôn. Thì cái công dụng của nó thì như anh em thấy thì nó dùng để chúng ta khử mùi này, hút ẩm này, tạo ion này, đấy. Rồi là bù ẩm nữa, trong cái không gian máy lạnh thì nó bù ẩm rất là tốt. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé.